Báo cáo với lại quý vị và các bạn. Chiếc đài Panasonic có model RX FS70. Chiếc đài này tháo bộ phên vỉ ra để kiểm tra cái phần âm thanh, sao lại nói có một bên. Thì chắc có nhẽ là bây giờ phải tắm rửa chứ ghê quá, ở trong cái đài này ghê quá. Đây, trước tiên là mặt tiền này. Đấy. Panasonic RX FS70 này. Đài này không phải của mình. Đài này của một thượng đế ở ở Bình Dương cầm lên sáng ngày hôm nay. Tháo đằng nào cũng tháo phên vỉ ra rồi thì tháo ra tắm rửa cho nó, chứ như này thì còn chơi cái gì. Ui giời. Đấy. Loa này. Đây này. Quán đây. Đây bộ cơ. Cơ thì thay dây cu loa rồi. Chỉ có thay dây cu loa là nó chạy. Đây loa này. Ui giời. Đây hai loa chép. Hai loa chép vẫn nói. Cái này chết cái loa này rồi. Loa này chết rồi. Đây, vừa phải đưa cái con loa 710 một phát nói ngay. Loa này chết loa. Còn đây là cái vỉ đằng sau này, là cái vỏ đằng sau. Đây là cái ô để lắp bô nguồn. Này. Như thế này thì chả tắm rửa thì còn còn để làm cái gì nữa. Bên trên này. Ui giời. Đây chữ RX FS70 này. Đây phên vỉ đây. Đây bo radio. Bo radio. Ở đây là bo chứ. Bo chính đây. Đây là bo nguồn. Đây là cái bo nguồn của đài Panasonic RX FS70. Quay đã quay lại để thượng đế có cái đài này cũng biết được là đài này tình trạng nó như vậy thì mình tháo ra mình tắm rửa luôn, chứ để như thế này chắc để đầu giường kiểu gì cho có mùi nó như thế này. Như thế này tắm rửa cái bộ vỏ thôi, còn cái bộ phên vỉ này thì lúc nó tắm cạn, chứ có cái bộ vỏ cái đằng trước với lại cái đằng sau này giờ phải đi tắm nước luôn để mai phơi nắng. Hôm nay dừng video ở đây, thân ái chào tạm biệt, xin chào.